Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Út để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Xin mời quý vị và các bạn mình vào phía trong nhà để gặp anh Út nha quý vị. Mà anh Út nay không có đứng chị ơi. Này là con của anh Út ha. Duy ha. Đây, chào Duy. Rồi, chào anh. Hôm nay anh có về là 24 hôm nay dạo tôi đất cần muốn giao lưu với các cô chú làm sao. Rồi hình thức mình ship dạ, sao đây em? Bao ship toàn quốc ạ. Rồi bao ship toàn quốc nha quý vị. Mai mình giảo Thủ Đức ha em. Rồi giảo Thủ Đức. Rồi mình vào cái số 1 luôn ha. Dạ, số 1. Rồi chiều cao em này em đợi anh xíu nha Duy. Rồi chiều cao em này chắc khoảng tầm 1m6 nha quý vị. Tán ngang thì khoảng 1m3 ha. Rồi quý vị xem tay cành ha. Đây tay cành em nói đây quý vị. Quá xá tay cành ha, tặc kẹo trơn. Rồi mình xuống cái hoành luôn ha. Đây số 1 hoành 20 ạ. Rồi 20. Giao luôn nhiêu em? Số 1 cho luôn giá 800 ạ. Rồi 800 ngàn. Rồi xuống cây mã số 1. Bao ship toàn quốc cho quý vị nha quý vị. Rồi mã số 2. Mã số 2 cao chắc tầm rồi mít rưỡi mít sáu vậy ha, tầm đó ha. Rồi tán ngang nó cũng khoảng tầm đo phỏng phỏng khoảng nhiêu đây em? Tầm thước à? Tầm mét ha. Rồi rồi xuống cái hoành luôn nha quý vị. Nếu mà cô chú nào mà có mua số lượng nhiều thì thương lượng còn để giá yêu thương nữa, yêu thương hơn nữa ha. Dạ hoành 17. 17 hoành mã số 2 giao luôn như em. Giá 600 ạ. 600 ngàn quý vị ơi. Bao ship luôn. Rồi xuống cây. Rồi quý vị có chứ mua với số lượng nhiều nhiều giá yêu thương hơn nha quý vị. Rồi cái chân ngã. Rồi mã số 3. Rồi mã số 3. Mét 6 có hơn rồi. Rồi mét 6 ha. Rồi tán ngang khoảng chừng mét 2 mét 3 nha quý vị. Cây chim nè. À tay cành nè quý vị. Đi xem lại ha. Nhìn xương ha. Rồi cho cái hoành luôn gì? Hoành nhiêu đây? Dạ 19 là 20 đến 19 nè. Rồi 19 hoành. Giao luôn nhiêu em? Dạ mã số 3 giao luôn giá 700 ạ. Rồi có 700 ngàn quý vị ơi. Rồi xuống cây. Giá yêu thương luôn. Rồi mã số tiếp theo luôn. Không nổi, không nổi. Nặng quá, nặng quá. Rồi mã số tiếp theo. Số 4. Cao khoảng 1m7 quá. Rồi khoảng 1m7 cao. Rồi tán ngang khoảng 1m2. Dàn xương này hết sức luôn ta. Đặt hết trơn ha. Hết biết dàn xương này luôn. Rồi hoành luôn em. Cái này nãy giờ dàn xương đặt hết trơn. Dạ hoành 21 rồi. 21 hoành. Rồi chính xác ha. Cái này giao luôn nhiêu đây em? Dạ cái mã số 4 là giá 800 rồi. 800 rồi quý vị. Yêu thương. Chốt liền. Chốt đi quý vị ơi. Rồi mã số tiếp theo. Rồi lên cây. Mã số 5. Rồi mã số 5. Chiều cao. Rồi tính mét 6 đi ha. Rồi tán ngang khoảng tầm 1m nha quý vị. Đây dàn xương đó quý vị. Đóng cũng quá xá đây ha. Rồi hoành em nói luôn quý vị ơi. Giá 21 hoành ạ. 21 hoành. Rồi số 5 là giá 800 ạ. Rồi 800 ngàn luôn. Rồi xuống cây. Rồi lên mã số 6 luôn quý vị ơi. Mã số 6 ha. Tay cành đóng cũng đều quá nè. Rồi mét rưỡi ha. Tán ngang mét
ơi. À, tay cành đóng đều nè. Rồi hoành luôn Duy ơi. Rồi 21 hoành là 20 hoành đó. Rồi 20 hoành ha. Số 6 là giá 700 hả? Rồi 700 ngàn. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Phụ. Số 7. Rồi mã số 7. Rồi mã số 7 cao khoảng 1m6 nha quý vị. Rồi tán ngang 1m ha. Đây dàn xương của nó quý vị. Xương cũng đặt hết trơn ha. Cái này có góc dáng tựa tựa hình thú nè. À. Rồi cho cái hoành gì? Dạ hoành 21 rồi. Rồi 21 hoành. Rồi xen vòng luôn ha. Góc của quý vị. Số 7 này giá 800 rồi. 800 rồi quý vị ơi. Bao ship tới nhà quý vị luôn ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo số 8. Rồi 1m5 cao. Tán ngang 1m. Dàn xương đẹp ha. Rồi hoành luôn Duy ơi. Rồi báo luôn Duy. Dạ 17 hoành nè. 17 hoành. Giá luôn như em. Dạ mã số 8 là giá 600 nè. 600 quý Duy ơi. Giá cực kỳ yêu thương luôn. Có 300 rồi. Đúng cây. Quý vị tới tận nhà chở thì miễn lại tiền ship nha quý vị. Giảm lại tiền ship nha. Giá yêu thương nữa ha. Rồi mã số tiếp theo của mình là mã số 9 ha. À, mã số 9. Rồi 1m6. Tán ngang 1m ha. Tính vậy cho nó gọn ha. Đó, dàn xương đặt kẹo luôn. Quá xá. Quá xá đặt luôn ha. Rồi cho cái hoành luôn gì? Như em. Dạ 18 hoành ạ. 18. Rồi giá luôn như vậy em. Dạ giá 600 ạ. 600 à. Giá yêu thương dữ vậy ta. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo số 10. Mình chỉnh cái cây lại cho nó đứng ha. Rồi mình ước lượng chiều cao luôn quý vị ơi. Rồi số 10 này cao 1m6. Tán ngang lấy gọn gọn khoảng 1m. Rồi, quý vị xem dàn xương ha. Rồi đứng cây đó ha. Rồi mình cho cái hoành luôn gì? Dạ 20 hoành, 21 cái tính 20 rồi. Rồi giao luôn như em. Dạ mã số 10 giao luôn giá 600 ạ. Rồi 600 ngàn quý vị ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. 11 quý vị ơi. Số 11 đây ha. Rồi cao 1m5 quý vị. Tán ngang 1m1 ha. Đây dàn xương. Rồi xây xây ha. Rồi hoành luôn em. 19 yếu tính 18 ạ. Rồi 19 yếu tính 18 này hả quý vị. Rồi giao luôn như đây em. Dạ mở số 11 giao luôn giá 600 ạ. Rồi 600 ngàn. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 12. Rồi mã số 12 cao 1m5 quý vị. Tán ngang ở trên mình tầm tính gọn gọn khoảng chừng 1m đến 1m1 ha. Rồi cho cái hoành luôn Duy ơi. Dạ 18 rồi. 18 hoành. Rồi chính xác hả quý vị. Rồi giao luôn như em. Dạ mở số 12 là giao luôn giá 700 rồi. Rồi 700 ngàn. Rồi xuống cây. Giá cực kỳ yêu thương luôn. Rồi nặng nặng phụ lên em ơi. Rồi mã số 13.
hết sức cái bầu luôn. Rồi mã số 13 cao 1,5 m nha quý vị. Rồi tán ngang 1,1 m ha, đàn xe ở trên ha. Đó. Đây cành cũng quá xá nè. Rồi hoành em nó. Dạ 20 hoành ạ. Rồi 20 hoành. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Dạ mã số 13 là giao luôn giá 700 ạ. Rồi 700 ngàn. Rồi xuống cây. Rồi lên cây. Mã số 14 ha. Rồi 14 này cao 1,5 m nha quý vị. Rồi tán ngang tầm khoảng 1,1 m. Đây quý vị xem dàn xương em nó ha. Quá xá luôn ha. Rồi hoành luôn Duy ơi. Nhiêu em? 17 hoành ạ. 17 nha quý vị. Quý vị an tâm ha. Rồi giao luôn nhiêu em? Giá 600 ạ. Rồi 600 ngàn bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Phụ lên, phụ lên. Nặng, nặng, nặng. Quá sức nặng. Mã số 15. Rồi 15 này cao tầm 1,6 m. Tán ngang tính gọn 1 m. Mấy cây này nút nụ thấy thương luôn ha. Nụ thấy thương luôn quý vị. U ha, đóng quá xá luôn. Đây nè quý vị. Giờ tại thấy nút nụ ghiền rồi mà quay chứ. Quý vị ơi. Chứ gặp mà gần Tết nữa quay nút nụ này là hết ý ha. À, quá xá ha. Đặt hết trơn ha. Rồi. Mã số 15 này giao lưu giá 800 ạ. Rồi 800 ngàn. Rồi xuống cây. Rồi phụ lên cây. Mã số 16. Rồi mã số 16 cao tầm 1,6 m. Rồi tán ngang 1,1 m. Cũng đang ôm nụ rất là nhiều. Đồ bự bự không như quý vị. Đây còn đóng cũng khích nè ha. Rồi hoành luôn em. Dạ 22 đúng rồi. Rồi 22. Quay giờ không có thấy thấy cái tay của Duy không. Rồi chính xác nha quý vị. Quý vị cứ an tâm cho chỗ Duy đo hoành nha quý vị. Giao luôn nha em. Mã số 16 giao luôn giá 700 rồi. Rồi 700 ngàn. Rồi xuống cây. Rồi mã số 17 luôn ha. Rồi mã số 17 này cao khoảng tầm 1,6 m nha quý vị. Rồi tán ngang khoảng 1,1 m. Dàn xương đóng quá xá ha. Rồi xuống cái hoành luôn ha. Rồi, cái hoành em nói cái gì? Hoành 23 yếu tính 22 ạ. Nói gì ha, chắc cú luôn cái gì. À. Giao luôn nhiêu em? Dạ mã số 17 giao luôn giá 700 ạ. Rồi 700 ngàn. Rồi xuống cây. Mã số 18. Rồi 18 này cao tầm 1,5 m. Hơi nghiêng gì. Rồi tán ngang tính gọn 1 m nha quý vị. Rồi xuống cái hoành luôn nha quý vị. Có cái cũ nở ha. Như đây. Dạ 20 hoành. Rồi 20 ha. Rồi xây dòng cái cũ nè, cái này có cái cũ nở nè. À. Rồi vô luôn như đây em. Dạ, mã số 18 vô luôn giá 800 ạ. Rồi 800 ngàn. Rồi xuống cây.
Rồi mã số 19 luôn. Phụ lên em. Rồi mã số 19. Rồi cao 1m6. Đá ngang tính gọn 1m. Tay cành quá sáng luôn. Rồi quanh em nói luôn gì? Mã số 19 nha quý vị. Mã số 19 quanh 19. Rồi 19. Rồi giao luôn nhiêu em? Mã số 19 em giao luôn với giá 700 ạ. Rồi 700.000 quý vị ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số 20. Rồi mã số 20. Rồi cao 1,5m nha quý vị. Rồi tán ngang em này 1m1 nha. Cần xương em nói đây. Quá xá dàn xương ha. Rồi, chúc cái hoành luôn. Rồi hoành 22 ạ. Rồi 22 hoành. Rồi cái này giao luôn như em. Dạ mã số 20 này giao luôn với giá 700 ạ. Rồi 700.000. Rồi xuống cây. Rồi mã số 21. Đây mã số 21. Năm nay cao đụng nóc nhà. Nhưng mà tính khoảng 1m6 thôi nha quý vị. Tán ngang khoảng 1m1 ha. Dàn xương đặt hết trơn. Rồi hoành luôn gì. Như em. Dạ hoành 20 đúng ạ. Nè quý vị, 20 đúng ha. Rồi, giao luôn như em. Dạ mã số 21 thì giao luôn với giá 700 ạ. Rồi 700 quý vị ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số 22. 22 này cao 1m6 quý vị ơi. Rồi tán ngang 1m1 luôn ha. Dàn xương. Đó, đóng đặt hết trơn ha. Mình gần ha, cái này mình gần ha. Phá xá gần luôn ha. Gần mà tưởng tượng giống như cây mùi quế vậy. Là mã số hoành đại hoành 20 ạ. Một kéo tính 20 ạ. Rồi 20. Mã số 22 là giao luôn giá 800 ạ. Rồi 800.000 ha. Cây mai đẹp luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số 23 ha. Rồi mã số 23 quý vị. Rồi em này cao khoảng 1,5m. Tán ngang 1m1. Em này thì đặt lá sạch rồi ha. Dàn xương quá xá dàn xương. Rồi qua nó được. Này, cái này là tàng đào ha. Đó, tàng như cây đào đó. Dàn xương đặt kẹo. Rồi, hoành em nói nhiêu em? Dạ, 19 hoành ạ. Rồi, 19 hoành ha. Dạ. Mã số 23 này giao luôn với giá như vậy ạ? 700 ạ. Rồi, 700 ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, phụ. 24. Nặng quá. Rồi em này thì cũng lặt lá sạch hết rồi ha. Mã số 24. Rồi cao 1,5m nha quý vị. Rồi xoay xoay nè. Tán ngang này khá rộng khoảng 1m2 ha. Dàn xương nè. Dàn xương đặt hết trơn ha. Rồi cho cái hoành đi em. Tại cái cây không phải cây nghiêng nha quý vị. Tại cái bầu nó nghiêng nha quý vị. Là 20 hoành. 1 tính 20. Rồi 20 ha. Rồi đây xây có cây cũ nè. Hết sức cây cũ luôn.
đây cũng là cây cuối clip của con mà số 24 giao lưu giá 700 mà. Rồi 700 ngàn. Rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi ha. Thì quý vị thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cái mạnh dạng alo em Duy ha. Rồi quý vị xem chưa bấm đăng ký, bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị. À, quý vị nhớ bấm thêm cái chuông rung có chữ tất cả để kịp thời nhận được thông báo sớm để mình chọn cây sớm nha quý vị. Rồi mình xuống cây.